Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xác định và các bước sửa cho một cái iPhone 6 nó bị cái lỗi mất nguồn Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ hỏi khách là tại lý do tại sao mất nguồn đúng không? Do rớt nước, rớt đất hoặc là đang xài bình thường mất nguồn Cái trường hợp cụ thể trong cái video clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn chính là khách hàng họ bảo là cái máy họ cắm sạc qua đi mất nguồn và chỉ là chỉ lên táo xong nó sụp và lên táo sụp thì ở những cái dòng iPhone đó khi mà các bạn để cắm sạc qua đêm mà nó bị gây những cái loại mất nguồn nó sẽ có hai trường hợp thôi thứ nhất là nó sẽ bị lỗi con chip IC USB quản lý cắp sạc thứ hai là nó sẽ bị chạm con không thì muốn biết được nó bị USB hay bị chạm các bạn thấy cái kim dòng nè ở cái ở cái máy này các bạn thấy không khi mà để vào bấm dòng nó nhích lên rất là nhẹ không có hao pin không có chạm gì hết nhưng mà nó vẫn lên táo tắt thì mình sẽ suy luận ra là nó không chạm thì có thể là nó sẽ do chip USB đầu tiên thì cái việc đầu tiên mình sẽ thử mình sẽ thấy con USB ở cái máy này các bạn ha còn riêng ở những cái máy mà khi mà các bạn cắm vào á có những cái các bạn bật lên một cái nó lên kim dòng nó đứng hơi cao chút không đứng yên luôn mà do cắm sẵn nguồn cũng có thể do là chip USB còn những cái máy ví dụ như cái main shoplet này đây không khi mà vừa mới cắm vô thấy không kim dòng nó giật lên giật về giật lên giật về nó bị chạm chạm rất là nặng riêng cái men này mình vẫn chưa ở chạm được có những cái máy nó chạm nặng quá rất là khó khó để dò các bạn thấy chưa rồi thì cái trường hợp ở cái iPhone 6 này các bạn thấy nè nó lên dòng đẹp không có dấu hiệu hao pin gì hết nhưng mà lý do là do khách khách hàng họ nói là họ cắm sạc mất nguồn nên mình mới suy luận là có thể do con chip USB và muốn và mình muốn cái dữ liệu nó không bị mất đó, thì các bạn chỉ việc đóng đóng và hãy thể một con USB OK vào nếu mà chính xác cái bệnh thì nó sẽ tự nó lên thôi đúng không còn trường hợp nếu mà các bạn thay con USB vào mà nó vẫn không lên thì lúc đó các bạn muốn biết lý do tại sao nó mất nguồn nữa cái dòng đẹp thì các bạn chỉ có cách là các bạn bỏ vào máy tính các bạn nhấn nút home và nhấn nút nguồn cắm cáp để cho nó vào chế độ DFU hoặc là chế độ recovery mode gì đó để chúng ta to thì sau khi to xong nó báo cái lỗi gì thì chúng ta mới biết tiếp tục để làm đúng không sau khi thấy usb thì các bạn đóng siêu lại sạch sẽ đẹp kẽ ha nếu như mà đã xác định được là do cái con usb này nó làm cái lỗi mà mất nguồn đúng không tất nhiên là chúng ta phải thử đúng không chúng ta phải thử xem nó lên ok rồi chúng ta mới đóng siêu lại rồi thì cái việc đóng nhỏ chip USB này trong những cái clip căn bản mình đã có hướng dẫn trong cái Space Skill và HQ trên web solution các bạn ha sau khi đóng USB thử một lần nữa nó lên nguồn kẹp dòng thấy là gắn màn hình vào test nó lên thì chúng ta đóng siêu lại và ráp máy và giao khách thôi các bạn thấy không thì cái việc khai thác cái thông tin khách hàng đó, nó rất là quan trọng cho cái việc mà chúng ta quyết định mà chúng ta sửa cái gì ở cái vấn đề đầu tiên tại vì một cái máy mà nó bị mất nguồn nó rất là nhiều lý do nên nhiều khi các bạn gọi hỏi mình là cái máy mất nguồn làm sao thì mình cũng đâu biết làm sao đâu thì mình sẽ chia sẻ những cái video clip mỗi cái video clip sẽ có một trường hợp cụ thể nho nhỏ nho nhỏ để các bạn các bạn xem nhiều video clip các bạn sẽ tổng hợp lại thì các bạn sẽ có được một cái logic sẵn trong đầu mình và chúng ta bắt đầu chúng ta làm thôi đúng không rồi như vậy thì <laughs> mình sẽ tạm dừng cái video này đây. cảm ơn các bạn theo dõi cái video này chào các bạn chúc các bạn thành công thì cái clip về mất nguồn do USB này mình cũng có làm nhiều ha hôm nay mình làm lại cái clip này để cho các bạn rõ hơn về cái cách mà các bạn thử cái dòng của cái máy cấp nguồn á